Vâng, xin chào các bạn. Hôm nay Sài Gòn Lifestyle sẽ quay trở lại video đó là cách bổ một trái sầu riêng đơn giản và nhẹ nhàng như thế nào ha. Thì theo các bạn thấy thì hôm nay là mình cái trái sầu riêng mình mới mua về ha. Thì sầu riêng này là sầu riêng gọi là sầu riêng rồng á, là nó từ rồng á, nó không phải là từ cắt, cho nên là cái trái sầu riêng này nó đã chín rồi. Nên các bạn để ý á là thấy cái cùi sầu riêng ha, là từ rừng là nó như thế này, rồi những nó cắt là nó sẽ phẳng như thế này, gọi là sầu riêng cắt. Và đây là sầu riêng rừng thì cái cùi của nó là như thế này nè, các bạn để ý không, nó sẽ như thế này đó. Ok, và đây là cái trái sầu riêng mà mình mua được ha. Thì bây giờ nếu mà mua sầu riêng rừng này chỉ có mua qua người quen thôi, nếu trên thị trường thì cũng không tin tưởng lắm. Thì các bạn thấy là nó bắt đầu nứt đúng không, thì bây giờ chúng ta chỉ cần lúc nãy là mình làm trước rồi, cho nên nó đã nứt sẵn. Còn bình thường nó sẽ như thế này, thì mình để cái dao vào mình chỉ cần thích như này thôi ha. Mình cắt muối sầu riêng nó chín thì nó sẽ nứt ra. Điều đặc biệt các bạn thấy là cái sầu riêng mà gọi là sầu riêng rụng á, thì nó rất là dễ và tách muối, bởi vì nó là chín hẳn rồi ha. Còn nếu mà sầu riêng mình ngâm thuốc thay đồ là trái nó chưa chín, cho nên cái muối nó không có tách ra, nên rất là khó. Còn mình trái sầu riêng mà gọi là rụng thì nó tách rất là dễ ha. Các bạn thấy không, mình tách cực kỳ dễ luôn. Ngay phụ nữ chị em phụ nữ cũng có thể làm được nha. Đó, qua các bạn thấy không, tuyệt vời. Các bạn thấy không, mình tách cực kỳ nhanh ha, siêu nhanh luôn. Và rất là nhẹ nhàng ha. Đó là điều đặc biệt của sầu riêng gọi là sầu riêng chín cây á, gọi là sầu riêng rụng là như vậy đó. Thấy không, rất là dễ, cho nên đó là cái sầu riêng không có khó đâu. Chỉ yếu là sầu riêng đó là thực sự nó là chín từ chín hay là sầu riêng ép để được chín ha. Thì sau khi mà tách ra thì mình sẽ bỏ vào hộp. Điều đặc biệt cái sầu riêng này á, thì nếu mình ăn ở nhiệt độ lạnh á, thì nó rất là ngon, cho nên thường khi mình ăn á, thì mình cũng tách ra và mình bỏ vào ngăn mát cho nó lạnh rồi mình ăn, thì nó sẽ hương vị nó sẽ tuyệt vời hơn. Và các bạn đây đó, và nhanh không, chỉ cần mở ra rồi mình tách ra. Và quả sầu riêng này cũng rất là siêu ngon ha, hạt rất là nhiều. Và mình nghĩ đây là một cái địa điểm mình mua rất là tốt, cho nên là sắp tới mình chắc là mình sẽ mua thường xuyên đây. Thì cái trái này nó khoảng tầm 3,1 kg, mà tính ra thì khoảng 280.000 một ký, thì khoảng 240 ha. Thì nó sẽ vừa rẻ mà rất là ngon ha, bạn thấy không? Wow, cái mua sầu riêng đây là không thể chê được, không thể chê rồi đâu được. Wow, tuyệt vời. Ai mà thèm ăn sầu riêng mà nhìn thấy cảnh này chắc là chịu không nổi á, thì xin ngay số điện thoại để của mình để mình đặt hàng ha. Nhưng mà biết thì cái này là người quen, cho nên là sầu riêng nó rụng có giới hạn, chứ không phải là sầu riêng muốn mua là người ta rụng được liền, cho nên là mình phải đặt trước ha. Cho nên muối của mình cũng là ít, cho nên mình sẽ không chia sẻ số điện thoại người bán đâu, tại vì mình cũng muốn để dành để mình dùng á. Nhưng mà các bạn nào đặc biệt quá thì mình cũng chia sẻ. Các bạn thấy không, mình lắp ra này, và sạch sẽ không, không còn gì hết trơn. Đó, theo các bạn nghĩ là đã hết chưa, đã hết sầu riêng chưa, đã hết chưa? Đó, đừng có quên một cái gia tài như thế này ha, nó còn một miếng nữa, thấy chưa? Để còn một muối này, các bạn thấy không, đơn giản, mình chỉ để cái dao vô rất là nhẹ, ngay cả chị em phụ nữ cũng thấy làm được ha. Wow, thấy không, xem chi mình quên một cái cục gia tài nữa. Wow, đó rồi. Wow, đó. Rồi, các bạn thấy không, thì cái sầu riêng của mình á, thì sau khi tách xong á, thì mình được 3 hũ. Và như vậy thì để mà được trữ lâu hơn á, thì các bạn nên
Đó, các bạn thấy ba hũ này không? À, ba hũ này tuyệt vời không? Và để trữ được lâu hơn thì các bạn nên mua những cái tủ, cái hộp mà trữ đồ ăn chuyên dùng như thế này này. Ví dụ như cái hãng mà Superware này cũng ok đó. Nó vừa thân thiện với môi trường mà vừa được có chất lượng cũng khá ok. Rồi. Vậy mình cứ để trong tủ lạnh mình ăn dần thôi. Và sẽ dùng được rất là lâu. Vâng, hy vọng video này sẽ có gì đó có một số kiến thức nhỏ nhỏ để hỗ trợ các bạn trong công việc lưu trữ đồ ăn ha ở Sài Gòn này. Vâng, Fisher Lifestyle xin chào và hẹn gặp lại.